Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, tiểu tử bá đạo người nha. Xin chào tất cả anh em của game kho báu truyền thuyết như mình đây, tiểu tử bá đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày mai chưa vào video cho anh em xem video, bạn like, share, mình đăng ký nếu kêu khoản xin nhiều ạ. Thôi, muốn chơi sự kiện này mới anh em, hôm nay xem có gì đặc biệt không? Tôi vừa check fanpage các thứ anh em không có gì hết các bạn. Một ngày thầm lặng trôi qua thôi thì chúng ta vui qua sự kiện các bạn, đành chấp nhận hết thôi, biết sao giờ ạ. Vui chơi qua sự kiện nào. Đấy, đánh vui chơi qua sự kiện trong đó. Hôm nay mặc dù hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi các bạn, nhưng mà bên game này thì chúng ta đã có sự kiện quốc tế thiếu nhi trong sự kiện rồi, thành ra là chắc là không có phát quà, hoặc là có phát quà thì không biết, nên là chắc tôi cập nhật anh em sau. Chứ hiện tại thì lúc này tôi đang chơi thì chưa có phát quà cáp thế đấy anh em nhá. Là mới nào. Còn đâu về vụ đua VIP không bên Poke thấy nhiều anh em ấy thì tôi đã có video sáng thông báo rồi, anh em chưa xem để xem video sáng để biết thêm thông tin nhá. Dành cho bạn nào đang thích thú và sắp muốn tới mua đua cùng tôi. Kìa hao ấy nhờ. Nào bù phát ấy. Bù phát 300 kim cương nào cho đỡ hao. Trời ơi hao quá. Nanh quanh lại xuống 84 anh em. Quà hôm nay có gì đặc biệt đâu. Nhưng cũng chả có gì đặc biệt anh em. Hôm nay cũng không có gì đặc biệt các bạn. Chúng ta có 89 phiên báo hoa. Bạn chơi thôi. Đấy bạn thấy không, đôi khi ít nhưng mà dài lâu là đây các bạn này. Đó, nghe 800 kim cương các bạn, số số này nhận tiếp đó. Cái ra nó có cái nhiệm vụ này cái ra cũng ngon anh em, mỗi ngày bạn làm tí là cũng ra gì này nọ lắm đấy chứ phải không đâu. Rồi ok, chiều mộ như ý, ok luôn. Nào, tiếp tục nhiệm vụ anh em. Ok, giờ anh em chuyển sang chơi Katakuri hết rồi. Khi nào mình cũng phải xem đi săn cháu Kata mới được anh em. Không có khi nào phải đi săn cháu Kata thì chứ đùa đâu anh em. Này, giờ mấy team này, là team gì? Ui, Mỹ Hoắc à? Mỹ Hạo ạ. À. Không chơi bố già nữa à? Thôi thì bữa nay anh em hầu như là đều không chơi bố già nữa anh em nhé. Nãy giờ bố già lại thọt đến vậy à? Có khi nào mình cũng nên xem xét lại về việc chơi bố già không nhờ? Thử hôm nay thử đáo tim coi anh em từ từ. Rồi đi tháp thí luyện nào. Ok ra đáo tim luôn đi các bạn. Đáo tướng thì tôi cũng có sẵn đây rồi. Bố già bữa thì có nâng cấp không? Ồ cũng 50 à? Xem nào. Di chuyển à, phải thức tỉnh nữa đây à. Bố già này 410k gỡ xuống. Bữa tôi có làm một lần rồi nhưng mà nó cũng không hơn là bao nhiêu anh em. Công rồi hay bố già ra bộ Auchi vào các bạn. Đây nhà Auchi vào đây. Ô chi vào thì mặc đỡ được phía đấy thôi anh em. Rồi công thức tỉnh tiến bậc Aoichi. Chủ Aoichi đây thì thoải mái rồi. Hai ba bốn ok. Ok luôn các bạn. Không đủ à? Thế thì dùng tạm nhà đi. Dùng tạm nhà đi. Ok các bạn dùng tạm nhà đi. Không đủ luôn các bạn rồi. Huy hiệu. Nhắc quả huy hiệu mà nhớ anh em gỡ của bố già ra. Huy hiệu của bố già là nguyên bộ ấy này anh em. Nguyên bộ công anh em, gỡ ra luôn. Rồi. Huy hiệu. Đội vô này. Đội vô anh em. Rồi. Huy hiệu các bạn.
Món này là tăng gì? Tăng tỷ lệ bạo kích. Còn món này là gì? Khống chế hả? Ok các bạn. Ok, sau đây anh em sẽ có chút việc ạ. Rồi, để xem nào. Đổi qua cho hai quả công à. Cũng hợp lý anh em, đổi cho hai quả công 15. Rồi ok các bạn. Huy hiệu này. Còn cháu nào nữa không? Một cháu này là cũng không có hơn anh em, cũng toàn vậy thôi. Rồi ok các bạn, trước mắt này đi, đổi qua thử team đi nha, xem là có ô skin không các bạn nhá. Rồi tôi còn một cái nhiệm vụ luôn. Check nào anh em, bắt đầu. Là cho đây anh em áo chi vào. Bỏ Marco à. Ok đi thử team này đi anh em. Khả năng hồi phục này. Xem Aguchi đi nó có ok hơn không các bạn nhá. 400k thôi à. Cũng vậy anh em, từ từ cứ bình tĩnh các bạn, cứ phải bình tĩnh. Chưa đấy, chưa khẳng định được các bạn. Ở đấy cũng chưa khẳng định được điều gì cả, cứ bình tĩnh anh em. Ok, một thêm lượt này. 3 rồi ok. Cán quét đã nào. Cứ bình tĩnh các bạn, hôm nay thử đi nhìn xem cũng có cái này ổn hơn đấy chứ không phải là không đâu. Tôi thì tính đáo team lại mấy lần rồi nhưng mà nó cũng nhiều vấn đề các bạn. Rồi ok. Miễn phí phát 5 mạnh Zoro. Ok nào. Khiêu chiến. Đánh nhau với ai đây? Zoro hả? Zoro nhiệt team này là nó có chém này. Tôi không nhớ lắm anh em. Xem nào. 700k. 1m8. 35m anh em. 35m. Bố già, ốc quên. Bố già giờ không mang đồ thì sao chuẩn được anh em. Ôi cũng 30m à, nhưng mà bố già không chuẩn nữa ạ. Bố già giờ không có đồ thì không chuẩn được các bạn. 36m này, phá lại kỷ lục cũ anh em. Rồi thì cũng được các bạn, nói chung là cũng được anh em. Từ. Ok, ra trận. Cũng vậy anh em, không ăn thua. Chưa biết thế nào ạ, nói chung là cũng chưa biết thế nào anh em. Cứ bình tĩnh thôi, từng bước một thôi. Đấy là kiêu chiến đúng không các bạn, tí nữa quên thất vũ hại này. Và tôi vừa mới pick lại xong mà. Hôm qua vừa pick lại team này xong, bên này thì ông chẳng lẽ không ăn được các bạn. Đấy. Lại neo ầm ầm ngay, cứ đùa đâu ạ. Lại cứ vượt tháp ầm ầm luôn. Bây giờ đến tối liệu có sự kiện này không nhờ? Có quà của ông mùng 1 tháng của Tết thiên nhiên ta, cũng hóng ghê các bạn, nghe hóng ghê đấy. Ok. 1 2 3 4 5, 10k kim cương được các bạn. Rồi có công mài sắt có ngày chai tay mà các bạn, cứ bình tĩnh thôi. Có công mài sắt có ngày ắt chai tay. Aguchi. Rồi ok, khiêu chiến đánh với cháu này là tránh hàng chéo anh em. Tránh hàng chéo thì team này là hợp lý nhất này. Vì cháu này là ăn hàng chéo anh em nhá. Dây lây là ăn hàng chéo các bạn. Rồi. Ai chà. Nộ nữa ăn cắn quét thôi. Ừ. Nộ nữa anh em. Aokichi ra trận nào. Rồi ok. Nên nào. Rồi. Úi, năm thứ để làm quá nhờ. Mua đá. Tạo mới. Mua nào. Ây da, xếp hạng mùa giải chưa anh em. Rồi tem sắp lại nào.
Mà cứ quên anh em nói thì nói vậy chứ, bố già không chơi thì không chơi anh em, đâu bố già nhà mình đâu. Đây anh em không chơi thì không chơi chứ, cũng vẫn phải trang bị đầy đủ cho bố già các bạn. Chơi hay không chơi thì cũng phải trang bị đầy đủ. Chơi hay không chơi thì cũng phải trang bị đầy đủ anh em. Chơi hay không thì cũng phải mặc vào đầy đủ các bạn. Mặt trời à? Nào thì mặt trời anh em đấy. Chơi không chơi thì cũng phải mang vào đầy đủ anh em. Đó, nói chung thì hôm nay thì cũng loanh quanh chỉ có bao nhiêu nhiệm vụ phải quất thôi anh em. Hôm nay 10k kim cương rồi. Đấy, cũng hoán đổi lại tem phát anh em. Không giờ vô test lại đấu trường nhờ. Đấy, giờ không giờ phải vô đấu trường test lại mới được anh em. Chiến trường. Hao cái chi vào. Ok. Cũng không thay đổi được gì à. Cũng vậy thôi anh em. Được rồi, video này tôi kết thúc đây anh em nhé. Hẹn mọi người theo. Giờ thì bye bye.